Rồi. Rồi, mời bạn ngồi vào ghế nha. Hai bạn có thể cởi mặt nạ ra. Bây giờ mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về bản thân mình nha. Giới thiệu thiệt là lớn cho đối phương có thể nghe được nè. Mời bạn trai. Mình tên là Vũ Xuân Trường. Sinh ngày 28 tháng 2 năm 1988, quê Vũng Tàu. Hiện tại đang là nhân viên thử việc ở bên nước giải khát Trương Dương. Thử việc thôi. Vậy trước đó mình làm việc ở đâu? Em có kinh nghiệm 5 năm làm bên đại diện thương mại của Bưu Sài Gòn, ngoài Nghệ An. Đại diện thương mại trong phía Nam. À, hiện tại giờ mình đang sống ở đâu? Cũng Gò Vấp. Ở Gò Vấp. Rồi, thế còn em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Hiện tại em đang làm bên công ty in, vị trí casting. Em sinh ngày 28 tháng 9 năm 1989. 89? Dạ. Thu Anh này 1 năm. Quê mình ở đâu? Quê gốc ở Nghệ An nhưng mà gia đình em thì sống ở Lâm Đồng. Và hiện tại bây giờ mình làm việc ở đâu? Sống là làm việc ở đâu? Em hiện tại đang làm ở V-Ship 1 Bình Dương, đang sống ở Gò Vấp. Sống ở Gò Vấp mà làm việc tốt Bình Dương? Dạ vâng. Rồi đi đi về về mỗi ngày hả? Dạ, em bắt xe buýt của công ty đi về mỗi ngày. Hai bạn ở Gò Vấp luôn, Gò Vấp chỗ nào, coi có gần nhau không? Em ở đường Lê Lợi sau trường đại học công nghiệp. À, em ở đường Dương Quảng Hàm. Tôi cũng Gò Vấp nè, có gì ba đứa mình hẹn nhau đi uống cà phê. Bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Về điểm mạnh thì em nhiệt tình, hòa đồng, dễ nói chuyện. Điểm yếu của em là đôi khi hơi nóng tính. Em làm gì em cũng không thể nào làm nhiều việc cùng một lúc được. Như tập trung làm một việc, dạ, xong rồi mới làm việc khác. Em thì có uống rượu, có uống bia, nhưng mà rất ít, tiểu lượng kém. Không hút thuốc, không cờ bạc. Hèn gì cái bụng bia không? 5 năm mà chị, đâu phải ít. 5 năm làm trong hãng bia mà. Bụng bia nha cưng nha. Còn tật xấu gì nữa không? Mấy người bụng bự là ngủ ngáy dữ lắm nè. Có vẻ chị đã từng hả? Hả? Ý em nói chị đã từng ngủ với người bụng bự hả? Mà đúng không? Có ngáy không? Có. Ngáy lớn, ngáy nhỏ? Tùy âm lượng. Lúc thường là tôi ngáy đó. Tôi đã từng nghe, bác nói đúng á, tôi đã từng nghe luôn á. Em phải ngủ trước, em ngủ sau là em khỏi ngủ. Điểm mạnh điểm yếu của mình thì sao? Tính em thì vui vẻ, hòa đồng, đó là điểm mạnh. Còn điểm yếu thì là hay quên. Quên là trong công việc có quên không? Dạ, em làm xong việc gì là em quên luôn chị. À, cho nên sếp em mỗi lần mà kiểm tra thông tin cũ là lúc nào em cũng phải bảo chờ để em kiểm tra đã rồi em mới có thể trả lời được, còn kêu em nhớ em không nhớ được. Đang làm thì nhớ, mà làm xong rồi qua làm rồi xong là, rồi qua rồi là xong. Em cũng vậy hả? Em cũng vậy. Cũng vậy luôn hả? Bạn nam thì có cái tật mà ngủ ngáy, rồi bạn nữ có cái tật xấu gì không? Em không biết được chị ơi, em nghĩ em không có. Trời ơi, không có tật nào xấu hết trơn hả? Hơi nói nhiều một chút. Nói nhiều? Dạ. Nói nhiều là nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ cả hai chị. Thì chắc là cũng xăm soi chuyện người khác mới gọi là tật xấu đúng không? Dạ. Có hay soi mói chuyện người khác không? Nhiều khi rảnh rỗi là bắt đầu là kiếm chuyện của người khác ra rồi nghe cho vui. Hả? Thì gọi là bà Tám đó em. Chuyện của mình nói nhiều không sao, mà chuyện của thiên hạ mà nói là mệt lắm á. Có thú vui gì em không? Em ngồi nghe thôi chị. À, em toàn khui chuyện cho người ta nói. À thôi. Em cái tội đó còn ác dữ nữa, gọi là gấp lửa bỏ tay người đó. Nên là ném đá giấu tay đó, hiểu không? Dạ. Ừ, mình chọi ra cái là cái bùm của mọi người thiên hạ là nháo nhào mình ngồi mình nghe đó, gọi là ngư ông đắc lợi đó. Cái này còn chiêu này còn cao tay ấn hơn nữa. Thường là thích nghe đại loại là những câu chuyện dễ gì? Công việc, chuyện tình yêu, tình báo. Tình yêu, tình báo người khác, trai xinh, dạ, gái đẹp đồ ha. Dạ đúng rồi. Trời ơi, tôi nói chơi chơi mà trúng hết trơn cái trọi vậy đó. Trai có vẻ hơi đâm chiêu rồi nè. Tình trường thì sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chính thức 3 mối tình chị. 3 mối tình. Dạ. Rồi đâu kể chị nghe sơ bộ rồi. Mối tình thời đại học, kết thúc đại học thì chia tay. Sau đó quen một anh nữa được gần 2 năm. Sao chia tay? Anh đó về nước, vì anh đó không phải ở Việt Nam cho nên là gia đình em cũng không có đồng ý. À, anh ở đâu, người nước nào? Dạ người Úc chị. Rồi người Úc hay là Việt kiểu Úc hay là người Việt Úc kiểu luôn? Úc, Việt kiểu Úc. Sao không đi Úc luôn? Mẹ em nói là mẹ em ngày xưa lấy chồng xa khổ lắm, cho nên mẹ em kêu là con được lấy chồng xa. Trời ơi mẹ lạc hậu dữ vậy mẹ ơi. Con mong có ông nào nước ngoài hốt con, mong hoài không ai hốt, thiệt tình luôn á. Người thứ ba? Người thứ ba thì được gần nửa năm. Em cảm thấy có khoảng cách. Trong quá trình quen thì thấy anh đó suốt ngày bận. Cho nên là thôi. Bận là ông chưa có yêu đó. Dạ. Chứ khi mà yêu rồi là cỡ nào cũng rảnh hết, đúng không em? Chị nói câu đó đúng không? Thì hỏi bận cuối tuần hay bận trong tuần? Trong tuần thì có thể là có công việc thì mình cũng du di được. Còn cuối tuần mà cũng bận luôn là rõ ràng người ta không thích mình, đúng không? Dạ. Cuối tuần này em bận hay rảnh? Tùy bạn gái. Chút xíu nữa mới biết được ha. Ok. Thế còn em, tình trường em sao? Em thì cũng trải qua 2 mối tình. Năm 2014, em có quen một bé nhỏ tuổi hơn em, khoảng 9 tuổi. Cũng ở Vũng Tàu. Em thì em lại làm ở trên đây. Ừ. Khoảng cách xa thì từ từ nhạt dần. Lý do gì khác nữa không? Có thứ ba. Ai có thứ ba? Bạn đó. Ồ, do em không ở gần chăm sóc cho nên là bạn có cái thứ ba. Với lại tuổi cũng nhỏ. Tuổi nhỏ mà. Sao quen người nhỏ vậy? Cơ duyên nào mà quen người nhỏ vậy? Hồi đó em dạy kèm. Kèm mà kèm luôn người ta vậy đó hả?
Em đâu cố tình đâu. Chứ sao? Kèm riết rồi, kèm riêng mà. Kèm riêng? Ai mời em kèm riêng, ai mời thầy về kèm riêng? Cháu của bạn thân em. Cháu bạn thân mà em cũng không tha nữa. Cháu của bạn thân mà hốt luôn em. Rồi ai chia tay? Em. Sao tự nhiên em hốt ta luôn mà em chia tay? Có vẻ như không tiến triển được nữa thì thôi. Rồi mối thứ hai? Mối thứ hai thì cũng cách đây khoảng 1 năm. Em quen là đồng nghiệp. Quen được năm thì sao chia tay? Thì cũng không hợp tính. Em thì tính em thì thích đi du lịch. Bạn ấy thì không. Cũng nhiều khi lúc mà bạn rảnh thì em bận. Mà bạn bận thì em lại rảnh. Đó, cái vụ rảnh rảnh bận bận này nữa. Còn cái gì khác nữa không? Cái gì bạn em thích mà bạn nó không thích hay ngược lại nữa không? Em còn có những sở thích gì nữa không? Em thích đọc sách. Bạn không đọc? Dạ. Rồi ai chia tay? Em luôn. Cũng em luôn. Ủa sao lần nào em cũng thích chia tay người ta hết trơn vậy? Khỏi chơi với người, chơi với chó, chơi với mèo đồ này kia, khỏi chơi em với em cũng người. Thích chó mà bạn không thích chó. Em thích chó, bạn nó không thích chó. Không thích nuôi chó, em thích nuôi chó. Vậy chắc suốt ngày chơi với chó không nên bạn nó bực mình chứ gì? Vậy bạn nó chơi nó cũng được vậy. Chưa có thấy chưa? Bây giờ em muốn lấy vợ không? Có, nhưng mà phải có cùng sở thích chứ. Cùng sở thích và đưa ra tiêu chí đi, muốn tìm người bạn gái như thế nào? À, đầu tiên là cho em nuôi chó. Đầu tiên là nuôi chó, em có thích chó không? Dạ không. Không luôn, chết rồi. Cái huông rồi, bất quá tam ba bận. Em không thích nhưng mà giờ bạn em nuôi được không? Chồng em nuôi chó trong nhà được không? Rồi mặt nhăn quá có vẻ không thích rồi. Chó dễ thương mà cưng. Em bị chó cắn nhiều lắm chị. Ủa em có ăn thịt chó không? Không có. Rồi ăn thịt chó bởi vậy chó cắn là đúng rồi. Bỏ cái vụ ăn thịt chó đi nha. Trên thế giới giờ ta không ăn thịt chó nữa. Không, em lâu lắm rồi em cũng không ăn nữa em. Lâu là bao lâu? Dạ cũng 3-4 năm gì đó. Chắc giờ chó hết cắn rồi, nó hửi hửi thôi. Rồi, cho em nuôi chó. Thứ hai. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch. Thích đi du lịch không? Dạ có. Được. Em thích kinh doanh về cà phê. Thích kinh doanh cà phê. Nhà em trồng cà phê ạ. Có nguồn luôn. Có nguồn luôn. Muốn vợ có gì nữa, tiêu chí gì nữa? Hiểu chuyện là được. Hiểu chuyện. Em không cần người quá hiền, không cần người quá dữ. Có nghĩa là phải biết tiếp xúc, biết va chạm, có kinh nghiệm. Dạ. Thế còn em, mong muốn người bạn trai, người chồng tương lai như thế nào? Biết quan tâm gia đình, không chỉ gia đình của mình mà cả ba mẹ nữa. Được không? Được. Phải có mối quan hệ xã hội bạn bè nhậu nhẹt được, nhưng mà phải biết mình mức mình ở đâu và biết dừng ở chỗ nào. Trong cuộc sống gia đình thì phải biết đưa ra quyết định. Miêu tả về ngoại hình chút xíu đi. Tối thiểu 1m65. Được. Không quá gầy. Ta đã bụng bia rồi mà không quá gầy cái gì nữa. Công ty em nhiều người ốm nhưng mà ha, uống bia nhiều bụng vẫn bự. À cái đó dị tướng. Mà tròn tròn này bụng bự được phải không? Dạ càng thích ạ. À, trời trời hơn quá, chúc mừng em. Vô ạ, vô. Vô, 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 có gì nữa. Mặt mày mới đầu nhìn thì phải có thiện cảm. Cái này hên xui, cái này thuộc gọi là cái gu. Cái gu. Dạ, cái đó là cảm xúc đúng không? Cảm xúc, cảm xúc. Biết giao tiếp. Đó thì chắc có. Dạ. Cũng miệng mồm dữ lắm. Dạ, vậy thưa chị. Rồi, còn em có đem theo hình ảnh gì không? Trời, tôi nhìn ra tôi chết liền. Coi đúng tấm đó thôi nha. Banh ra tùm lum tà la rồi tao nói là tôi nó không có chịu trách nhiệm đâu á. Tôi banh ra vậy tôi còn chưa thấy nữa. Rồi, phạm vi một tấm hình, hãy nhìn xem trong đó mình chọn ai, ai là cái người mà hợp gu của mình, hoặc là nãy giờ mình nghe nói chuyện đó mình cảm nhận được là người nào thích ai trong bốn cô đó tôi gả. Em có gợi ý gì cho bạn trai không em? Chị có gợi ý cho em là anh bụng bia rồi, tròn tròn rồi đó. Còn bên đây em có gợi ý gì không? Em thấy trong hình này hả? Bây giờ gợi ý cho người ta trước. Cho gợi ý cho người ta trước nè. Cao. Cao, rồi kiếm đi, chữ cao thôi đó. Bên đây. Nhiều quá chị vậy. Ơi, 1, 2, 3 bia luôn nè. Thì nó chung hãng bia mà. Hay à. Tìm đi. Em có gợi ý gì cho cổ không em? Em lọc được 2 rồi đó em. Lọc được 2 luôn hả? Đâu đâu em lọc 2, ai lọc ra đâu? Em lấy 2 người này. 2 người đó là lọc ra? Dạ. Là bỏ qua bên đó hả? Không, là 1 trong 2 người này. À, 1 trong 2 người này hả? Dạ. Lý do? Em mới nghe anh kêu là em đeo mắt kính được không chị? À, để tôi coi bên đây có ai đeo mắt kính không? Không, em không nghĩ bên này đâu, anh này bụng nhỏ nè. Anh nào bụng nhỏ? Anh này bụng nhỏ. À, vậy hả? Anh nào? Rồi, anh đó. Đã, để chị để đó. Bên này. Bên này. Để ngón tay vô. Chúc mừng hai bạn. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Sai rồi. Dạ sai luôn rồi. Dạ sai rồi. Sao em lại loại ra cái người mà chị đã chỉ vô? Ba anh mắc kiếu em đi loại ra cái anh đó kỳ vậy. Dạ đây em thấy anh này bụng đâu bự đâu chị. Bây giờ ở ngoài anh này về bụng bự không? Dạ bự. Anh em nghĩ anh trong hình này anh hóp bụng dữ lắm á. Em đứng lên coi, em đứng lên coi, đứng lên. Đứng bình thường coi nè, được không? Dạ bự. Bự, rồi ok, nãy em nói em thích mà. Ngay sau đây qua bạn gái, tặng bạn gái. Thì tặng đi.
tặng qua trái tim luôn rồi. Dạ, em cảm ơn. Hôm nay bạn gái đi có mẹ đi theo. Hồi nãy giờ mẹ đang theo dõi câu chuyện cho mẹ vài ý kiến trước khi hai đứa em trò chuyện riêng, được không? Dạ, mời cô vào đây ạ. Dạ cô. Dạ, chào cô. Nãy giờ cô ở ngoài cô nghe được câu chuyện hai bạn không cô? Nghe thôi. Rồi, thế bây giờ cô cho một vài cái ý kiến khách quan trong cái buổi gặp mặt hôm nay, cô cảm thấy như thế nào? Cô thì cô tôn trọng quyền lựa chọn của con gái. Dạ. Nhưng mà thấy bạn trai bên này thì cũng dễ thương và điềm đạm thì các con cho nhau một cơ hội đi. Dạ. Rồi được thì ok, mà không thì ta còn thêm một mối quan hệ đi. Dạ. Làm bạn với nhau. Cảm ơn. Nói gì với cô coi. Con sẽ cố gắng. Đó thì giờ mẹ cơ bản là mẹ thấy cũng ổn đó. Còn cái chuyện được hay không là chuyện của hai con nha. Dạ. À, thôi hai mẹ đi ra ngoài. Dạ. Nha. Dạ. Rồi cô. Mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc nha. Bò lúc lắc là một món ăn rất là quen thuộc, áp chảo với ớt chuông và xì dầu. Đây cũng là một món ẩm thực Việt Nam mang cảm hứng từ ẩm thực Pháp. Rồi, bây giờ Dì Tường mời hai bạn thưởng thức món bò lúc lắc ha. Bên là cơm, bên là khoai tây chiên, nhìn rất là hấp dẫn. Nhưng mà nhớ là vừa tâm sự, vừa ăn, trò chuyện với nhau, tìm hiểu. Ít phút nữa Dì Tường sẽ quay lại nha. Các món sở thích, các món ăn của em như thế nào? Em khá là thích các món bò. Ví dụ như bò bít tết, bò lúc lắc cũng được. Thích ăn lẩu. Giống anh. Nói chung anh thích ăn những dạng đồ ăn nước, bò, gà. Không thích ăn heo đâu. Em có thích đi du lịch không? Dạ có, em khá thường xuyên luôn. Đi bằng gì? Em thích đi bằng gì? Đa phần là em đi bằng xe hoặc đi máy bay. Anh thích đi xe máy? Anh đi xe máy à? Hồi xưa tôi trẻ trẻ thì em cũng thích đi xe máy, nhưng mà bây giờ cảm thấy già rồi, cũng không muốn đi bằng xe máy nữa. Còn trẻ em kêu già gì? Không, tầm 30 thì cũng khá là già rồi. Mời em, mình cùng đi nhé. Mời em ăn. Anh thường hay đi chạy xe máy đi những đâu? Đâu là xa nhất của anh từng đi? Xa nhất anh đi Nha Trang. Từ đây chạy Nha Trang bao nhiêu lâu? 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Cũng lâu nhỉ? Anh chạy một mạch lên đó hay là nghỉ? Đâu nghỉ chứ, trời. Đi xe máy mà. Bình thường anh đi theo nhóm hay là anh nhóm, đi... Nhóm. Anh đi có hai người bạn thân nữa. Hai người bạn thân nữa hả? Mỗi người một xe chạy đi vậy hả? Đúng rồi. Anh có hay ăn món này không? Cảm ơn anh. Anh có hay ăn món này không? Thích ăn món này không? Mình đi nhậu hay đó cũng có hay kêu món này đâu. Nhậu anh không ăn nhiều. Uống nhiều. Uống nhiều cơ hả? Tại vì ăn vô đâu uống được nữa. Anh mới chuyển qua pin nước ngọt này chủ yếu là để không đi nữa. Vậy là em ở chỗ gần chợ Hoài Mỹ mà. Em ở đường Hoàng Hoa Thám, em cũng thuê trọ. Em với gia đình anh có anh chị và em trai nữa là thuê chung cư ở chung. Còn anh thì ở chung với ai không hay anh ở mình? Anh ở chung với cậu. Em ở đây lâu chưa? Anh lên đây ở năm 2014 tới giờ. Đi đi về về vậy rồi cuối tuần em hay hẹn bạn đi đâu? Bọn em hay đi ra ngoài Phạm Văn Đồng á. Ở đó có nhiều quán đó mà. Anh biết bơi không? Lâu lâu thì dẫn học trò em đi bơi. Em có thích mưa không? Không, em ghét mưa lắm. Tại vì mưa ướt. Anh thích ngắm thôi. Anh thích ngắm mưa à? Ngồi trong nhà nhìn mưa ở ngoài thì cũng tạm được. Còn mình nếu mà bảo mà đi dưới trời mưa là thôi, em không muốn đi luôn. Kế hoạch của em trong vòng mấy năm tới là gì? Kế hoạch của em hiện tại bây giờ là lấy chồng, sau đó sẽ sắp xếp theo chồng. Sắp xếp theo chồng. Người ta thường nói là lấy chồng theo chồng, cho nên là theo chồng thì hai người cùng sắp xếp xem như thế nào. Chị thường đói không? Không, nhìn hai đứa em ăn là chị no rồi. Hai đứa em mà bấm nút nên duyên là chị còn mừng nữa, không ăn nhịn ăn tháng luôn. Sao nãy giờ tâm sự được gì nhiều không? Cũng tạm tạm. Có nói gì về cái chuyện nuôi chó ra sao rồi? Thì lúc đó tính chị, nhiều khi mai mốt đem cho em ra ngoài ngủ với chó chứ không biết được. Thí dụ lấy nhau về thì mình sẽ sống ở đâu? Mục đích của em là em muốn về Vũng Tàu sống. Thứ nhất là điều kiện môi trường và cũng dễ. Thứ hai nữa là một trong những lý do đó là em muốn mở quán cà phê. Thứ nhất là vợ mình cũng sẽ quản lý được cái quán cà phê. Và thứ hai nữa là nguồn thu thì là biết đầu ra đầu vào. Em thì em sẽ đi ra ngoài. Em đi ra ngoài em làm gì? Thì làm kiếm thêm chị, đâu phải gì. Mà chị cứ nghĩ em chị nhạy cảm với từ ra ngoài nhờ. Có nói cho rõ chứ. Ủa mà tại sao phải chọn Vũng Tàu mà không là thành phố Hồ Chí Minh? Thì em nói là em mới nói chị là định hướng của em. Định thôi. Hướng. Có nghĩa là còn nếu như bạn gái mà muốn ở đây thì mình sẽ ở đây. Em dưới đó cũng có nhà đó.
Cũng có đất ở đó. Nhưng mà nói chung là bây giờ chỉ gom tiền để xây một cái của riêng mình thôi. Tại vì cái nhà kia em đã xác định là để cho em trai em. Nhưng mà giờ có đất rồi, chưa có tiền xây nhà. Là mai mốt là tính là mở cà phê là trên cái đất đó đó. Em có ngại đi lấy chồng xa không? Dạ em không ngại lấy chồng xa. Lấy chồng thì theo chồng, ở đâu miễn mình sống thoải mái vui vẻ, có người yêu thương mình là được. Tiền đưa mình giữ là được ha. Dạ. Nếu lấy nhau về rồi lấy nhau rồi kinh doanh rồi mọi thứ rồi tiền có đưa vợ giữ không? Mình nãy mới nói chị xong quản không, lý tài chính quản lý cà phê, còn cái vụ ra ngoài á. Ờ thì ra ngoài bình thường cái có quản lý cái vụ ra ngoài không? Dạ, quản lý vụ ra ngoài thôi. Có quản lý tiền ở cái vụ ra ngoài không? Chị nói rõ chứ. Tất nhiên là có. Em thì theo gia đình, mẹ em thì quản lý thẻ, bố em thì tới lượt thì vợ thì cũng vậy thôi. Đó thì phải hỏi mấy cái đó cho nó rõ. Mình muốn sinh mấy đứa con cưng? Dạ ba. Ba, xin chị giữ vậy. Ba mới vui chị ơi, nhà em hai người em thấy buồn. Chị cũng thấy vậy rồi đó, chị cũng hai chị em. Chị cũng muốn ước sau này là chị sanh ba đứa con, mà cuối cùng trời cho con đứa, thấy không? Muốn là một chuyện, mà thực hiện được hay không là chuyện khác. Đây, mời bóc lá bài cho coi. Đọc lớn lên coi ghi gì chấm. Một chàng trai hoàn hảo trong mắt em là như thế nào? Một chàng trai hoàn hảo. Chàng trai hoàn hảo hả? Bất cứ một câu hỏi nào hay một vấn đề nào em đặt ra đều có thể đưa ra một cái câu trả lời khiến em hài lòng. Biết nghiên cứu, chịu khó nghiên cứu và tìm tòi. Tại vì em cũng rất là thích đọc sách, rất là thích nghiên cứu cái này cái kia, em thích biết rất là nhiều thứ. Thí dụ em hỏi mà cái ảnh lúc đó anh chưa biết thì anh vẫn có thể đi tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được, phải không? Dạ. Chứ người ta đâu phải thánh đâu mà em hỏi gì người ta cũng trả lời được thì cũng mệt. Nhiều khi mình không biết, mình có thể trả lời theo tư duy, theo lập luận. Khi bạn ấy đã thần thánh hóa em, cái gì em nói cũng hợp lý. Bà nó không ưa em rồi, em nói gì cũng trật hết trơn. Đó là kinh nghiệm của chị. Mời em. Hãy tưởng tượng cô gái trước mắt đang mặc bikini, chuẩn bị đi bơi. Hãy bắt chuyện làm quen để được đi bơi cùng cô ấy. Nhìn cổ, đừng nhìn chị. Tưởng tượng cổ đang mặc đồ bơi đi bơi. Làm sao để làm quen để mà đi bơi chung được? Em không có thói quen tưởng tượng mấy cái nó. Bây giờ cổ đang mặc đỡ đó, bây giờ cổ đang đi bơi. Đó, đúng rồi, nhắm mắt lại tưởng tượng. Em thích màu gì? Em thích màu gì? Màu đỏ. Thấy style màu xanh, mặc áo màu xanh kìa mà nó màu đỏ. Rồi, bây giờ vô đi. Em có biết bơi chưa? Dạ, em biết bơi rồi. Tiếp. Hiểu. Chiêu khác, đổi chiêu. Dạ, anh bơi nha. Câu đó thỏa đáng không? Dạ, không. Sao không? Hỏi biết bơi không? Nó biết bơi rồi thì em biết bơi rồi. Anh chưa biết bơi, dạ anh bơi nha. À, anh đang hỏi em hả? Ừ. Em đang tưởng tượng em đang gặp phải. Em tưởng anh nói chuyện mình ấy. Trời, người ta đang hỏi cô đang đi bơi đó. Làm lại, 2, 3. Bây giờ làm sao đi bơi được với cổ đó, làm, nói đi. Em nhà ở đâu thế? Nhà em ở gần đây anh. Mình cùng đi bơi được không? Dạ được. Nói vậy là được rồi. Đơn giản không? Nãy giờ thấy cô bận đồ bơi màu gì? Em tưởng tượng ra luôn. Hả? Em tưởng tượng. Cổ đó màu đỏ mà cũng không ra luôn hả? Em không tưởng tượng được. Đó là chẳng qua là cho vui thôi. Bây giờ mời hai bạn nắm tay nhau 10 giây. Nắm tay cho phải bắt tay. Cảm nhận. Hai bạn hãy nhìn nhau và nói cho nhau nghe cảm xúc hiện tại, cảm nhận về đối phương hoặc là suy nghĩ của bản thân mình. Em nắm tay bạn đó thấy có phải em nấu ăn ngon. Nắm tay mà biết nấu ăn ngon. Sai mất rồi. Bạn nữ dễ thương, có nụ cười hiền, có răng khểnh. Em thích răng khểnh. Thích răng khểnh. Anh thì anh muốn chắc về nuôi chắc được mọc ra. Em thích kiểu tròn tròn. Đây là món quà nãy bạn trai tặng bạn gái đúng không? Giờ em mở quà ra đi. Tại sao lại tặng cái vòng đeo tay? Cái này em mua với Vũng Tàu, là một trong những cái cửa hàng mỹ nghệ. Cái này bằng vỏ xà cừ. Em nghĩ màu tím thì nó sẽ thể hiện được cái... Anh này thích màu tím. Không. Màu đỏ em nãy mà không chịu, màu xanh cũng không chịu. Thích màu tím. À, không, em thích màu xanh. Thích màu xanh. Màu tím nó thể hiện cái ý nghĩa khác. Ý nghĩa gì? Về tình cảm. Chung thủy. Sau cuộc nói chuyện nãy giờ em cảm nhận gì về cái buộc gặp mặt ngày hôm nay? Anh vui tính, cởi mở, khả năng giao tiếp tốt. Đó, cả em có thể cảm nhận được. Quan trọng là em có cảm nhận được sự chân thành hay không? Bản thân mình có cảm thấy có xúc cảm, có rung động, có gì với đối phương hay không? Đó mới là quan trọng. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau khi thì đếm từ 1 đến 3, nếu chúng ta cảm thấy đối phương là cái người mà chúng ta đi tìm, chúng ta có rung động, tình yêu nó còn xa, nó còn dài lắm, nhưng mà ít nhất nó phải có sự rung động, nó có cảm xúc, thì chúng ta bấm nút, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn và nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, nếu đồng ý hẹn hò, bấm thật mạnh, không đồng ý, lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian, sao bạn gái không bấm? Em không có cảm xúc gì cả, em chỉ thấy bàn tay bạn ấm thôi à. Tại sao em bấm nút? Em nghĩ là em thích cái câu đầu tiên của bạn, là kế hoạch của bạn là có gia đình.
Em thì em cũng muốn có. Em muốn là hai đứa cũng có khoảng thời gian tìm hiểu. Nếu mà kêu mà cảm xúc ngay lúc đầu cũng có, nhưng mà rất ít trường hợp mà nó vậy. Đa phần người ta phải trải nghiệm với nhau nhiều, ví dụ đi chơi như thế này nọ, ta bắt đầu mới lên được. Mình phải tôn trọng cái quyết định của nhau thôi. Mời hai bạn đứng lên. Tường cũng rất tiếc khi mà cặp đôi này không có hẹn hò với nhau, bởi vì Tường thấy là nếu mà theo cái khách quan của chị là hai bạn cũng xứng đôi đó. Em thuộc loại không phải là người đơn giản, em là cái người nó cũng có nhiều cái nhiều mặt, nhiều góc. Cũng có thể cô gái này cảm nhận được cái điều đó nên cô cảm thấy không có cái sự an toàn. Nhiều khi em cũng rất là chân thành, nhưng mà cái cuộc sống của em nó hơi như là hơi lăn lộn, xã hội nó cũng hơi nhiều, người ta nhìn vô mặt mày nó dày dạn xương gió quá người ta ngại. Còn em gái thì chị thấy em rất là dễ thương. Anh ấy nói đúng đó, anh ấy đã cảm thấy là có một cái đánh giá cao ở cái chỗ là mình đến với chương trình với một cái sự chân thành, mình mong muốn tìm một cái người thật sự. Chính vì vậy chị rất tôn trọng cảm xúc của em. Khi em không có rung động thì em không bấm nút. Coi như bữa nay chị không mát tay, nhưng mà chị cũng chúc em sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Quý vị ơi, không sao ạ. Các bạn ấy không có bấm nút hẹn hò, nhưng mà đó là quyền của các bạn ấy, và biết đâu thì trong tương lai các bạn ấy cũng sẽ tìm được một nửa của mình quý vị nhé. Là anh lên một mình anh hay anh lên với gia đình hay sao? Lên một mình á. Ừ. Là mình ở trọ hả anh? Hay có mua được dành đất nào chưa? Chưa. Tại vì có đất nhà, có đất nhà ở dưới quê á. À, là ở dưới quê có nhà nên chỉ lên Tây Ninh lập nghiệp thôi. Đúng rồi, có nhà đó 7-8 năm cũng cũ rồi. Là nhà anh ở dưới là hiện tại là có ba mẹ ở hay sao, hay là nhà riêng của mình? À, nhà riêng á, ba mẹ mất hết rồi. Là ở dưới quê anh có nhà nhưng mà anh không có ở, anh lên Tây Ninh anh làm anh ở, thì ở dưới là anh nói với em là nó cũ quá rồi không ai ở, nó sụp hết rồi ấy hả? Còn có cho chị ở mượn đỡ á. Thì nào về thì cắt nhà làm lại á. Tại vì đó hai vợ chồng còn, tại mới ly dị 7-8 tháng nay á. Mới ly dị 7-8 tháng hả? Dạ, ly dị đất luôn rồi, có giấy này kia. Nhưng mà có ly thân hồi nào mà mới đây ly dị thôi? Tại nó quen khác ấy, cái là quyết định hai vợ chồng thỏa thuận nhau ly dị đầy đủ rồi, giờ ta cũng có chồng rồi. Cái, nhưng mà anh quyết định ly hôn là năm mấy? Anh với vợ anh là sống mấy năm? Sống 17-18 năm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Mới ly dị là 7-8 tháng. Mới ly dị đây luôn hả? Dạ. Vợ có người khác hả? Sao anh phát hiện được? Có, tại vì có thông tin đầy đủ á. Thì bây giờ ta cũng có chồng luôn rồi. Ta quen đó, ta ở trong đó luôn rồi đó. Là anh lên Tây Ninh là vợ ở quê hay sao? Chợ về quê về dưới thăm ông già bệnh á, rồi sao cái quen thằng đó luôn, thì quen cái sao nó thương nhau nó đòi thôi anh á. Nhưng mà anh không chịu thôi hả, hay sao mà kéo dài tới bây giờ luôn? Thì nó đòi thôi thì, lúc mà 30/4 anh nghỉ đó, rồi anh lên trển thì làm giấy này kia, hai vợ chồng thỏa thuận thì ký xong xuôi rồi. Rồi, thì rồi. Anh có con cái gì không? Có thì ta về bên, có đứa con á thì về bên mẹ. Có đứa con bao nhiêu tuổi? Con 15 tuổi á. Là sống bên ngoại hả? Ta về bên vợ ở, đâu có ở, anh thì ở con mình hả? Thì con bé nó sống với ngoại đó đúng không? Đúng rồi, sống với mẹ đó. Rồi. Nhưng mà lý do nhưng mà đỉnh điểm sao vợ có người khác? Em hỏi thật. Anh mà anh không quan tâm ta hay sao? Cái này á là không phải không quan tâm gì á, anh thì lo làm này kia cũng đầy đủ. Hồi đó gặp vợ thì hai bàn tay trắng á. Cái lên đây làm á cũng dữ lắm, cũng hai vợ chồng cũng làm dữ lắm rồi, không có từng xích mích này kia. Rồi tự nhiên nó quen đó đi thăm già nó bệnh viện á. Rồi phụ qua phụ lại sao cái nó quen đó rồi sao mà nó thương đó, rồi nó về đây nó đòi ly dị này kia, thì anh cũng năn nỉ kêu về, nó cũng không chịu quay về, nó quyết định nó thôi anh cho bằng được. Rồi anh mới rồi thấy vợ gì sống con đường đó rồi anh mới ly dị luôn.
Nói chung là mình cũng có năn nỉ ha. Đúng rồi, có năn nỉ rồi không chịu. Tại nó không phải một lần đâu, nó cũng hai lần rồi đó. Trước là hồi lúc anh mới quen nó là nó có bầu 3 tháng mấy. Thì cha mẹ nó cũng cho lấy, cha mẹ anh cũng cho lấy đó. Rồi á, anh cũng chấp nhận lấy, ở nhau 17, 18 năm cũng không có xích mích gì đâu. Cái tự nhiên cái nó quen này à, đó, nó mới bỏ anh á. Ừ, nhưng mà con là con của anh đúng không? Thì con của anh, đứa con của nó, đứa là con riêng á, là hồi đó anh quen đó là nó có bầu mấy tháng đó. Rồi sau sau này sanh đứa đó là con anh, đứa là con ruột, còn đứa con riêng đó. À, hiểu không? Là chị, là lúc mà chị có bầu là anh quen chị, là đó là con riêng của chị. Đúng rồi. Xong rồi về ở với anh cũng có một đứa con chung với anh nữa. Đúng rồi, đúng rồi đó. À, là lúc đầu, từ đầu là gia đình anh đã không chịu luôn rồi đúng không? Nhưng mà lúc đó là sao mà anh thấy có bầu chị tội quá hay như thế nào mà? Tại anh thấy người ta vậy á, anh tội nghiệp quá, anh thương á, rồi anh thương nữa, rồi anh thấy nữ vậy rồi anh cũng ráng kệ đi, lỡ làm lỡ biết sao giờ ở tới giờ á. Bây giờ nó còn làm vậy nữa, anh cũng thấy gì nữa, thấy nó năn nỉ, nó không chịu rồi anh quyết định thôi luôn á. Ừ, rồi thôi, cuộc hôn nhân sao mà bi thương quá vậy trời. Rồi mẫu bây giờ thôi mình nói tới tương lai đi anh, mẫu người anh mong muốn thì như thế nào nè? Nhưng mà anh có dứt được vợ cũ chưa? Có thoải mái chưa? Có. Mới 7-8 tháng rồi mà có giấy tờ đàng hoàng, người mới rồi. Có giấy tờ đàng hoàng á, chứ không phải mà nói mà gì đâu. Bản thân là giấy tờ thì giấy tờ, nhưng mà trong bản thân anh nè, anh cảm thấy như thế nào? Dứt điểm sẵn rồi đó, anh quyết định nó không ở mà. Quyết định mà, định là không có ở luôn á. Rồi con cái là anh chu cấp mỗi tháng bao nhiêu nè? Trung cấp thì anh không có chung, con cái lớn thì nó về bên ba, nó ở thì nó lo bên bển. Chừng nào nó có gia đình thì kia anh có giúp được cái gì anh giúp, còn giúp thôi cái gì đâu. Ừ. Đó là nói thật. Nhưng mà sao nói chuyện thấy anh xúc động dữ vậy? Có gì đâu xúc động, tại cái vậy á, cái tiếng nói gì á. Rồi bây giờ mẫu người anh mong muốn thì như thế nào? Anh muốn kiếm người á, biết thương yêu anh, làm ăn này kia, anh làm ăn lợi rồi á, người đó cũng cao tầm 1m6 mấy à, được rồi, rồi đừng ốm quá, vừa vừa này kia, dễ coi được rồi, nói chung dễ nhìn được rồi, biết quan tâm nhau rồi, được rồi. Ừ, rồi ngoại hình, tuổi tác thôi, yêu cầu giống anh, quê quán mà. Tuổi tác á, nói cỡ anh được rồi, lớn hơn tuổi được cũng không sao. Ừ. À, vậy đó. Đừng có nhỏ tuổi quá ha, cỡ 30 mấy được. 20 mấy được đấy, thấy khi sợ lầm đó. Ừ. Rồi, anh có còn yêu cầu gì nữa không? Về ngoại hình cao thấp mập ốm gì nè, có yêu cầu không? Thì anh nói đừng ốm cũng coi được, vừa vừa mập hơi hơi cũng không sao nữa. Ừ. Rồi anh cần một người biết thương yêu anh thì lo sau này anh lo cho người ta thôi, cha mẹ rồi. Ví dụ như là người ta cũng ly hôn, có con rồi, anh có chấp nhận, ví dụ nhà cửa người ta có ổn định thì anh có chấp nhận lên chăm sóc mẹ con người ta không? Được, nếu mà người ta có một đứa con rồi vẫn được đó. Dạ, hai ba đứa con được không nè? Hả? Hai ba đứa con được không? Hai ba đứa con thì thấy ấy cỡ đứa rồi, đứa hai đứa cũng được. Ví dụ ta ba đứa con nhưng mà ta có kinh tế này kia, đâu phải là kêu gì anh về anh lo đâu. Được không? Còn suy nghĩ hả? Con đứa hai đứa cũng được. Chứ ba đứa thấy nhiều quá. Nhiều quá hả? Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh của người ta cũng đau khổ này kia, về mình chia sẻ với người ta giống mình nè. Vậy đó hả? Rồi người đó quê đâu biết không? Hả? Người đó quê đâu rồi biết không? Hay là thử đâu, hỏi vậy? Không có tiết lộ được, em hỏi anh vậy thôi. À, vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ mình không thích gì ở bạn nữ. Không thích đừng có nói dối được rồi. Quan trọng là đừng có nói dối. Thật lòng với nhau, hiểu nhau.
thương nhau, hiểu nhau thật lòng thôi chứ đừng có nói dối, quan trọng điều đó thôi. Rồi độ tuổi, công việc. Cùng có công việc thì biết làm ăn, nấu ăn làm ăn được rồi, cái gì đâu. Thì từ từ làm ăn kiếm nuôi thân thêm. Rồi, ok thì chương trình đã ghi nhận hết các thông tin của anh Cao ở đây ha. Thì nếu như mà có người phù hợp hoặc là sắp tới thì anh sẽ nếu như mà có ngày quay á của tụi em là cuối tháng thì có gì anh ở Tây Ninh anh xuống ở dưới Sài Gòn để ghi hình ha. Vậy đó, có xuống ghi hình đúng không? Dạ đúng rồi, anh xuống đây ghi hình nè để gặp anh Quyền Linh với chị Ngọc Lan mai mối cho anh trên sân khấu nè. Dạ. Rồi thì đây, nói chung á cho em nếu mà có lựa được sắp xếp cỡ đứa con hai đứa cũng được, đứa được nhiều quá. Rồi nếu mà anh được lọt vào vòng trong thì bên em biên tập sẽ gọi lại nói chuyện với anh nhiều hơn ha. Rồi cảm ơn anh, rồi em chào anh. Rồi em cũng cảm ơn chương trình ha. Rồi tôi là bảo vệ sở văn hóa thông tin thành phố Cần Thơ, bảo vệ tại sở văn hóa đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ anh Thành là sinh năm bao nhiêu ạ? 1977. 1977 là anh sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ luôn? Đúng rồi. Dạ. Anh làm ở sở văn hóa lâu chưa ạ? Cũng gần 4 năm. Thế trước đây thì anh làm công việc gì ạ? Trước kia thì tôi làm bên chuyên bên tư vấn lắp đặt với bên xử lý nước, lắp đặt hệ thống nước đóng bình á. Làm sao mình nghỉ công việc đó anh ha? Không, hiện tại giờ vẫn còn làm. Là mình làm song song hai công việc hả? Đúng rồi. Vậy thì cái công việc nào là công việc chính của anh? Công việc chính này là bên xử lý nước, còn cái bảo vệ là công việc phụ thôi. Là bảo vệ theo ca đấy hả? Đúng rồi. Dạ. Hiện tại anh đang sống với ai anh ha? Hiện giờ đang sống với mẹ. Trước giờ anh đã từng lập gia đình chưa? Chưa. Chưa từng lập gia đình lần nào? Đúng rồi. Dạ. Lý do anh đã từng quen ai chưa hay là tại sao đến giờ này mình chưa từng lập gia đình anh? Cũng có 4 mối tình nhưng mà yêu đơn phương thôi. Ừ. 4 mối tình đơn phương. Đúng rồi. Mỗi mối tình đơn phương của anh thì bao lâu? Anh không chia sẻ với người ta hả? Mối tình sau cùng là cũng gần 2 năm. Đơn phương 2 năm. Đúng rồi. Mà không thổ lộ hả? Có thổ lộ nhưng mà cái thời gian không kịp. Không kịp có nghĩa là người ta có đi lấy chồng hả anh? Đúng rồi. Dạ. Ủa anh Thành có điểm mạnh điểm yếu gì anh ha? Cái điểm yếu tôi thì hay nóng tính. Nóng cỡ nào anh ha? Nói chung là nóng mà nói về tỷ lệ phần trăm thì khoảng 60%. Nhưng mà ý là những cái gì nó sẽ khiến cho anh bị dễ nóng tính lên á anh? Dễ nóng tính là trừ khi ví dụ làm cái điều gì đó mà không được rồi bị cái người khác nó kích động vào đó. Mình dạ. Không kiềm chế được bản thân. Nhưng mà khi mà nóng tính lên thì anh sẽ phản ứng phản xạ như thế nào? Nếu nóng nóng quá thì tôi bỏ ngay công việc đó, là tôi đi tìm cái khung cảnh yên tĩnh nào đó để mình thư giãn. Rồi, vậy anh làm bảo vệ ở đây thì cái khung giờ làm việc của anh thì như thế nào? Khung giờ làm việc thì 1 ca 24 tiếng. Về thời gian nào thì anh sẽ đi xử lý bắt đầu xử lý hệ thống nước? Nếu có công việc xử lý thì mình có thể thương lượng với em bạn bảo vệ chung và hay thì mình xin phép với lãnh đạo. Cái thu nhập một tháng hiện tại của anh Thành bây giờ thì khoảng bao nhiêu ạ? Thu nhập hiện tại bây giờ thì khoảng 6-7 triệu. Là cho cả hai công việc á hả anh? Không, công việc bảo vệ thôi, còn công việc kia thì mình tư vấn mình làm luôn. Nhưng mà tổng thu nhập thì thường bây giờ một tháng thì anh khoảng bao nhiêu? Nếu như mà làm công việc đều đều ổn định thì anh khoảng bao nhiêu ạ? Nếu mà đều ổn định thì khoảng 20 triệu đô la. Còn nhà đó là nhà của hai mẹ con rồi. Đúng rồi. Dạ. Anh có anh chị em nhiều không ạ? Có
tôi trong gia đình luôn là bốn anh chị em, mà hai anh với một chị thì có gia đình ở riêng hết rồi. Anh là con út. Đúng rồi. Dạ, sau này lấy vợ thì có thể sẽ làm dâu. Mẹ, nói chung thì mẹ thì cũng lớn tuổi rồi, mẹ rất dễ. Dạ. Rồi, ok anh. Rồi bây giờ anh muốn tìm mẫu người như thế nào ạ? Nói chung thì tìm mẫu người thì biết nhường nhịn, biết chia sẻ và kính trên nhường dưới thôi. Kính trên nhường dưới. Rồi, anh là cao 1m bao nhiêu ạ? Anh muốn một người cao 1m bao nhiêu thì được ạ? Chung thì tầm khoảng 1m50 đổ lên được ạ. Cũng đừng cao quá. Anh cao bao nhiêu ạ? Tôi cao 1m63. Rồi, bạn gái mà từng ly hôn thì được không? Anh có chấp nhận không? Nếu được thì nếu mà duyên đã đến thì mình chấp nhận thôi. Dạ. Có con được không anh ha? Cũng được đâu nhỉ. Dạ. Và gia đình anh cũng chấp nhận luôn. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà có bắt buộc phải theo anh về Cần Thơ không, hay là anh có thể theo người ta đi được? Thì nói chung thì nếu mà về Cần Thơ luôn thì tốt. Dạ. Rồi. Anh có không thích điểm gì ở bạn gái không ạ? Hoặc là về tính cách của bạn gái thì sao ạ? Nói chung thì tôi rất dễ, mà cái người phụ nữ đó thì không cần thiết gì là phải lè lẹt lắm đâu. Dạ. Đơn giản thì nó tốt ha. Dạ. Vâng, ok anh ạ. Rồi, em cảm ơn anh Thành ha. Hôm nay mình chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì mình sẽ còn một cái buổi làm nội dung nữa. Nên là nếu như mình có tài lẻ, có năng khiếu gì thì mình chuẩn bị trước, để đến khi mà biên tập có làm nội dung với anh á, thì mình chia sẻ để cho nó được nhiều câu chuyện hơn, chủ động hơn anh ha. Rồi. Dạ. Rồi. Em cảm ơn anh ạ. Rồi, cảm ơn chương trình. Dạ, em chào anh ạ. Dạ, bye bye. Dạ. Dạ rồi, buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi anh, nên là anh cứ bấm nút đỏ thoát cuộc gọi giùm em nha. Rồi rồi, ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh ạ. Rồi thoát rồi quý. Yếu qua, điểm mạnh điểm yếu của anh công của anh Sơn là gì? Điểm mạnh của anh là, tức là cuộc sống của anh chỉ đi chăm chỉ làm việc, sống một cuộc sống bình thường giống như bao nhiêu người thôi, không có chơi bời gì cả. Không có chơi bời là không có tứ đủ tường gì đó, đúng không? Gái gú đúng không? Nói chung là không bài bạc, không gái gú, không rượu chè bê ta, nói chung là tất cả những cái đấy là anh không xài. Rồi có anh thì có những cái sở trường như thế nào? Ca hát, thể dục, thể thao gì không? Không, anh không thích hát hò gì cho lắm, chỉ nói chung là anh em vui thì đi hát karaoke vậy thôi. Thỉnh thoảng thì cũng hay làm một vài cốc bia thôi. Rồi tài lẻ của anh có gì không? Nấu ăn được không? Sửa chữa điện nước này kia được không? Anh chuyên ngành nước mà, điện cũng làm được luôn. Điện nước đầy đủ đúng không? Đúng rồi. Rồi nấu ăn này kia thì được không anh? Phụ vợ nấu này ăn kia thì quan trọng là thích ăn món gì làm món đó. Vậy là mày giỏi rồi đúng không? Thích ăn món gì là làm món đó là ngon rồi. Rồi điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu thì có nghĩa là những cái tật xấu, những cái điểm yếu mình mà mình thấy nhược điểm của mình á. Yếu của anh nha, yếu của anh là nói chung là nhiều lúc nói hơi nhiều. Nói nhiều à. Rồi ngoài cái đó thì còn cái gì nữa không? Có tật xấu gì không? Ngủ ngáy, uống bia về thì có quậy quọ hay là nói gì nhiều không? Không. Rồi anh, tình trường của anh ra sao rồi anh chủ động nói giúp em ha? Có mấy mối tình lý do vì sao chia tay, hoặc là anh có lập gia đình lần nào chưa?
Anh có một mối tình, có một đứa con gái. Vậy là anh kết hôn chia rồi tay à? Được 5 năm. Chia tay được 5 năm. Rồi anh nói về cuộc hôn nhân đó đi. Hai anh chị sống với nhau bao nhiêu lâu rồi, lý do vì sao ly hôn? Sống với nhau được gần 4 năm. Bé được 3 tuổi thì ly dị. Lý do vì sao hai anh chị sống với nhau cũng 4 năm trời thì lý do gì giờ mà mình dẫn đến ly hôn á, đỉnh điểm? Có nghĩa là anh đi làm nhiều quá thì không để ý đến vợ con, thì ở nhà đi gặp bồ thì có bầu người ta bị cưới thôi. Là anh phát hiện luôn có, hả? Có nghĩa là bị anh đi cắm sừng à? Thế là mình hiểu rồi. Nhưng mà anh đi làm nhiều như vậy thì ai làm sao anh biết là cái đó không phải của anh? Hả? Sao ấy hỏi là anh đi làm mà sao anh phát hiện là chị cặp bồ á? Thì có nghĩa là anh ngày trước anh làm ca thì trực đêm về thì gặp thôi. Là mình bắt tận tay luôn hả? Rồi. Tại vì bây giờ anh cũng sáng đi làm thì tối về á. Nên là cũng không có thời gian, có mỗi thứ bảy chủ nhật nghỉ thôi. Thì được thứ bảy chủ nhật cũng chở vợ con đi đây đi đó thì ok mà đúng không? Tối thoải mái, tối còn đi được chứ. Đó, mình làm giờ hành chính mà đúng không? Mấy đúng giờ rồi. Về? 5 giờ em. 5 giờ về rồi, sáng đi mà 5 giờ về là quá ok rồi. Trời. Rồi xong rồi, bắt gặp rồi, thôi ly hôn luôn. Đúng rồi. Giờ con thì ai nuôi? Con anh nuôi. Bé gái hay anh hay bé trai? Bé gái 8 tuổi rồi em. Rồi giờ anh, ví dụ anh đi làm gì thì ai chăm sóc bé? Có ông bà. Có ông bà. Là hiện tại là anh đang ở với ông bà hả? Đây, anh ở trong đây cả gia đình, anh ở trong đây cả mà. Nhưng mà gần nhà gần nhau hay sao? Hay là anh ở chung với ba mẹ, hay là anh ở nhà riêng với con gái anh hay sao? Ở chung với ông bà em. Quê anh ngày xưa ở đâu? Quê anh ngày xưa ở Thanh Hóa. Rồi vô đây là bao lâu rồi anh? Anh vô 8 năm. Rồi. Thì bây giờ mẫu người anh mong muốn thì sẽ như thế nào? Ly hôn nuôi con ok không nè? Ly hôn nuôi con cũng được, không sao cả. Nghĩa là sao, con gái là được, con trai không ấy. Nhưng mà nói, nếu mà độc thân thì vẫn tốt hơn. Thì ví dụ như ủa mà sao phải là con gái không phải là con trai? Là anh sợ là về mà hai anh em muốn lộ hả? Nhiều cái đó, có nhiều cái. Rồi ok. Rồi về ngoại hình, tuổi tác, tính tình sao anh? Nói chung là tuổi thì từ 30 đổ xuống. Đổ xuống hả? Nay là anh nhiêu ta? Từ tuổi anh đổ xuống không? 89, 35 rồi. Anh 34. 34 rồi. Thì 34 luôn rồi con. 34 cũng được. Rồi 34 đổ xuống ha. Rồi công việc, nghề nghiệp, tính tình sao nè? Ngoại hình ra làm sao? Anh thích cô tính gái tính tình tốt là đẹp, nghề nghiệp không quan trọng. Ngoại hình? Ngoại hình thì cao từ 1m58 cho đến 1m63, 65 thì. Anh cao mét mấy vậy? Anh cao 1m71 em. Dạ. Rồi, ví dụ như quê quán của bạn gái anh có yêu cầu gì không? Hay là... Nếu bạn quê ở Thanh Hóa được là tốt. Còn nếu mà quê ở miền khác thì được không? Hay sao nè? Ngoài miền Tây ra thôi, còn các tỉnh khác đều được.